Kính chào cô chú anh chị và các bạn gần xa đến xem kênh của em ngày hôm nay ha. Rồi, hôm nay thì vườn mai của bạn Nam ha có làm cái clip đi giao lưu với cô chú mình lô mai giống mai ghép phong tàn thông ha, thanh lý xả hàng luôn cô chú anh chị xuống Sài Gòn nè, thảo hương hoa hồng rồi ha. Rồi cúc không nhị, cúc vip của cô chú anh chị, nhiều loại giống trong đây ha. Thì bắt cháu cũng không nghỉ ha. Mong cô chú anh chị mình vào xem được cái nào ủng hộ cho vườn của bạn Nam nha. Không là mất thời gian nữa, mà cô chú anh chị mình vào gặp luôn bạn Nam để bạn Nam chào giới thiệu và giao lưu luôn nha. Chào bạn Nam nha. Rồi chào bạn chú cô chú anh chị gần xa ha. Hôm nay tiếp tục đến với kênh thì cũng xin giao lưu với cô chú anh chị mình lô mai, vừa cho cô chú anh chị mình lấy bo ghép hoặc là mình nuôi lại mình chơi Tết 2025 nha cô chú anh chị. Thì giờ một cây đầu clip là mã số 23T, một cây siêu bông Sài Gòn nha. Dạ. Chợ quần thân là được 15. Dạ. Chiều cao là được 60. Tán ngang 60. Rồi. Cây siêu bông Sài Gòn giao lưu với cô chú anh chị mình ha. Giá cũng chỉ là 400 nha. Rồi, 400 bao ship ha. Rồi, đợi. Rồi tiếp theo cây mã số. Tiếp theo là mã số 24T, cũng là một cây cúc hoa hồng nha cô chú anh chị. Rồi, cái này thì lá nó già quá. Nó bị vàng cô chú anh chị mình về em lặt lá hết giùm em ha, mình cắt bo ha. Xong rồi mình lặt lá nha, mình cắt đơn lại ha. Đúng rồi. Rồi, thông số luôn các bạn. Quỳnh thân là được 15. Rồi. Chiều cao là 68. Tán ngang 50. Rồi cái này giao lưu của chú anh chị giá là 350 nha. Rồi đợi khai luôn ha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số 25T, cũng là một cây cúc hoa hồng và cúc vip nè cô chú anh chị. Hai giống ha. Đúng rồi. Nè, nó có cúc hoa hồng nè. Cúc hoa hồng nè cô chú anh chị. Cúc hoa hồng thì gạt đỏ nè cô chú anh chị. Rồi. Cúc vip là gạt xanh. Gạt xanh ha. Rồi, thông số nữa các bạn. Rồi. Bình thân là được 315. Rồi. Củ đế là được 26. Chiều cao 70. Tán ngang là được 62. Rồi. Rồi, cái mã số 25T em giao lưu của chú anh chị mình giá chỉ là 350 nha. Rồi, đợi cây luôn ha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số 26T, cũng là một cây giảo đồng tiền nha cô chú anh chị. Rồi, giảo đồng tiền ha. Hôm nay cô chú anh chị mình kiếm cũng khá nhiều ha. Rồi, bình thân là được 16. Cây có nụ nè, về Tết bông thoải mái ha. Chiều cao 78. Tán ngang 52. Rồi. Rồi, cái niệm giao lưu của chú anh chị mình giá 400 nha. Rồi, đợi cây ha. Mã số 27T, cũng là một cây cúc họ Hương nha cô chú anh chị. Rồi. Quỳnh thân là được 13. Chiều cao 66. Tán ngang 56. Rồi. Rồi cái phần hương giao lưu của chú anh chị mình giá trì là 300.000 nha. Rồi đợi cây ha. Tiếp theo cây mã số 28T, cũng là một cây cúc không nhụy hoàng hiết long nha cô chú anh chị. Rồi. Thông số đó các bạn. Quỳnh thân là được 16. Chiều cao 72. Tán ngang 40. Rồi cái này giao lưu của chú anh chị mình giá cũng chỉ là 300 nha. Rồi đợi cây ha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số 29T, cũng là một cây hoa hồng nha cô chú anh chị. Rồi. Quỳnh thân 15. Rồi. Chiều cao 62. Tán ngang 60. Rồi. Rồi cái cúc hoa hồng giao lưu của chú anh chị giá là 350 nha. Rồi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 30T, cũng rồi là một cây hoa hồng ha. Hoa hồng nha cô chú anh chị. Rồi. Cây này dáng hơi xiên xiên ha. Bình thân là được 16. Rồi. Cao 70. Ngang 44. Rồi. Rồi cây giao lưu của chú anh chị giá là 350 nha. Rồi, đợi cây ha. Rồi, rồi tiếp theo cây mã số. Tiếp theo là mã số 31T. 31T, cũng là một cây cúc hoa hồng mà cô chú anh chị. Rồi. Cây này dễ đẹp hết cô chú anh chị. Tàn thì ok. Tàn ok. Bo mốt luôn. Bo này bo ngon ha. Quỳnh thân là 13. Rồi. Chiều cao 56. Tán ngang 64. Rồi, cây mã số 31T giao lưu của chú anh chị 350 nha. Đợi cây. Rồi, tiếp theo cây mã số 32T. Rồi. Cũng là một cây nhị ngọc tròn cô chú anh chị. Cái này ghép được 2 bo ha. Rồi. Này ghép được 2 bo. Rồi, 2 bo lớn được gừng ha. Đại bo được gừng. Rồi, cây cũng còn đang đi đọt có ok ha. Cây này bo dạ. Cô chú anh chị. Quỳnh thân 12. Rồi. Củ 20. Cao 44. Ở 40 nha. Nghiêng được 50. Rồi. Rồi, cây này giao lưu với cô chú anh chị mình ha. Giá cũng chỉ là 350 nha. Rồi, đợi cây luôn ha. Rồi, cây mã số 32T, cũng là một cây cuối clip em luôn. Em cũng chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã xem clip á. Và rất mong được cô chú anh chị mình ủng hộ ạ. Em xin chào và hẹn gặp lại nha. Rồi, em cũng thay mặt cho kênh cũng như bạn Nam cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi hết clip và ủng hộ ạ. Xin chào và hẹn gặp lại của cô chú anh chị mình những clip tiếp theo ạ.